đúng là xoay quanh cái mối quan hệ giữa CR7 và Ten Hag. Tất cả chúng ta cũng chỉ là phỏng đoán chứ cũng chưa ai nói thẳng ra cái vấn đề gì cả, nó rất là tế nhị. Nhưng mà tôi đến bây giờ sâu chuỗi lại, tôi cảm giác là Ten Hag đến trong tâm thế là nếu CR7 không còn nữa thì lại dễ cho ông mới dọn dẹp để mà thực hiện lối chơi. Bởi vì thực ra cái cách đá của Ten Hag ở Ajax ấy là lối chơi mà tiền đạo cũng phải di chuyển và đuổi bóng nhiều. Ronaldo hiện nay rõ ràng để mà săn lùng bóng, để mà chơi theo cái cách của Ten Hag là hơi khó. Thành ra là Ten Hag đến và không có một động thái gì liên lạc với Ronaldo cả. Và chúng ta hãy đặt mình vào Ronaldo mà xem. Tức là gạt đi tất cả những cái kiêu hãnh, những cái quá khứ nhé. Một người mà đã trở về thi đấu cho Quỷ Đỏ trở lại và coi đây là một cái phần nếu mà kết thúc sự nghiệp ở đây thì rất đẹp. Nhưng tự nhiên ông huấn luyện viên mới đến ông không hỏi han gì mình cả. Tức là mình cũng là một người nhiều tuổi và được mọi người tôn trọng, mình cũng đã trở về với câu lạc bộ cũ thì chưa cần biết là ưu ái gì mình. Ông đến ông hỏi han mình cái, đây là không hề hỏi gì cả. Mặc dù là chúng ta thừa hiểu, tất cả chúng ta ở đây nhé, nếu mà xác định là có thiện chí đều hiểu một điều là nhận quyền ở MU một cái là cái người đầu tiên mình nên tiếp xúc chính là Ronaldo, một kho kinh nghiệm như vậy và cũng là một người vì tâm huyết với mới trở lại câu lạc bộ. Chứ còn thực ra năm ngoái anh ấy nhiều lựa chọn lắm, thế nhưng mà không hề nói hoài gì cả. Thì những cái chuyển động của Ronaldo nó cũng bắt đầu từ cái chuyện mà bị ngó lơ, bị Ten Hag ngó lơ đấy. Thế thì nhưng mà anh ấy cũng đủ chuyên nghiệp để đến mức mà anh ấy không nói toạc cái gì ra cả, tất cả đều là thông qua người đại diện và tất cả cũng chỉ là mang tính phỏng đoán thôi. Và nói cho cùng anh ta vẫn là cầu thủ mà nhiều đội bóng thích anh ấy. Thế thì tôi nghĩ rằng là nguồn cơn đầu tiên chính là Ten Hag, không có nói hoài gì cả. Nếu chúng ta đặt mình vào Ronaldo xem, chúng ta cũng cảm thấy có gì đó không bình thường. Đấy, nói vậy chứ tôi cũng là nhiều tuổi. Mùa trước tất cả trận thắng đều có dấu ấn của tôi. Kể cả tôi gạt bỏ những cái gì cá nhân đi, ít nhất ông phải hỏi tôi một câu chứ. Đấy, thế thì cái sự rạn nứt nó đến từ cái việc mà Ten Hag không có một động thái gì cả. Và sau đó thì chúng ta nghe hàng loạt thông tin rằng là Ronaldo muốn đi đội nào để đá Champions League. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là cũng không hẳn thế. Bởi vì cũng có thể là giống như chúng ta làm một cơ quan nào đấy, cũng bắt đầu cảm thấy là cái gì mình gắn bó với ở đây nó không còn được trọng dụng nữa. Chúng ta chủ động tìm đường tháo lui một cách có thể là không ồn ào, nhưng mình sẽ chủ động liên lạc với những người khác khi mà mình cảm thấy cái ông sếp mới đến ông ấy không không còn có phải tôn trọng mình và ông coi mình như tất cả những người khác như thế. Thì thôi, ở đây mình không quy kết gì cả, nhưng mà đấy là cái cách tìm lối thoát rất con người và rất cá nhân thôi. Thì tôi biết tôi nói như vậy thì sẽ nhiều người nói rằng là ông này quá ủng hộ Ronaldo, nhưng mà ở đây là tôi xin nói là mình nói ở góc độ là một người cũng như hiện nay là công tác cũng nhiều năm rồi, cũng gần 50 tuổi rồi, mình đặt tâm thế mình vào một người ở cơ quan mình cũng thấy làm sao ấy. Và nếu như có ai đó cũng cũng muốn rủ mình về làm, mình bắt đầu phải có những tính toán, bắt đầu phải có cái liên lạc với người ta để mà tìm đường lùi. Chứ còn để một lúc nào đó mình bị hắt hủi trong một cái quá khứ lẫy lừng như vậy là không nên. Thế tôi nghĩ như vậy. Và các chuyển động hiện nay thì nó đi theo hướng là các đội bóng lớn thì chưa đội nào thực sự là mong muốn cả, chúng ta vẫn phải chờ thêm. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là trong trường hợp mà Alex Ferguson đã trở lại làm cố vấn rồi, trong trường hợp Ronaldo cũng không đi đâu được, thì cả hai người nên có cái nói chuyện với nhau. Với Ronaldo thì cũng không nhất thiết phải đặt ra vấn đề là trận nào cũng phải đá như mùa trước. Càng ngày càng nhiều tuổi, huấn luyện viên mới rồi, thì nếu số trận được đá chính nó ít đi, anh ấy cũng phải hiểu cái thời cuộc nó là như vậy, anh ấy ở lại. Tuy nhiên khi ra sân thì Ten Hag cũng biết cách là tung anh vào thời điểm nào để anh phát huy đầy đủ năng lực của mình. Nói vậy thôi chứ Ronaldo có thể không đá chính nhiều như mùa trước, nhưng mà biết dùng anh ấy thì Ten Hag vẫn có thêm những phương án để mà nói vậy thôi chứ có anh ấy ở một hiệp hoặc là anh ấy đá chính xong rồi hiệp hai nhường chỗ cho người khác thì cũng rất là hiệu quả để mà thêm những phương án. Anh ấy chưa phải là hết thời đâu, chứ còn nói thật vì tiền anh ấy đi Trung Đông đi Mỹ thì anh ấy có thể có nhiều lựa chọn, nhưng mà anh vẫn muốn bám trụ lại đỉnh cao. Thì tôi cho rằng là Sir Alex đã trở lại như vậy rồi thì rất nên là rất mong Sir Alex có những cái gì đấy kết nối. Thế còn ai đó nói về cái việc mà bắt buộc Ronaldo chừng nào còn ở châu Âu ấy thì còn phải giữ UEFA Champions League thì cũng chưa hẳn đâu. Tôi nghĩ là xuất phát từ thái độ là sợ mình bị bỏ rơi thôi, chứ còn nói thật là đã 5 lần vô địch Champions League rồi, năm nay giữ Europa League một mùa cũng không chết ai cả. Đấy là quan điểm của tôi.